Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Bạn thân mến, nhắc tới thế giới di động, chúng ta đều ấn tượng với tốc độ tăng trưởng duy trì trên mức 50% một năm trong giai đoạn trước đại dịch xảy ra, từ năm 2011 đến năm 2019. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của thế giới di động suy giảm đáng kể. Trong đó, thông tin sa thải 13.000 nhân viên trong nửa năm qua của thế giới di động đã gây xôn xao dư luận. Đây là dấu hiệu chung cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam thực sự đã thấm đòn Covid. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình kinh doanh của thế giới di động theo báo cáo tài chính mới nhất của doanh nghiệp này trong năm nay. Và liệu việc sa thải 13.000 nhân viên là do kinh doanh thất bại hay đó là bước tiến mới của thế giới di động đang hướng vào thị trường thương mại điện tử? Tàn dư của đại dịch Covid không chừa một ai. Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam với hơn 5.700 cửa hàng trên cả nước. Thế giới di động vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 với nhiều số liệu đáng chú ý như sau. Đầu tiên phải kể đến doanh thu công ty đạt 27.105,8 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 năm 2023 của công ty đạt 21 tỷ đồng, giảm 99% so với quý 1 năm 2022. Với số lượng cửa hàng như ở trên, trung bình doanh thu của công ty chỉ đạt 7 tỷ một tháng, bằng 1/3 nếu so sánh với lợi nhuận trung bình một quý cách đây 10 năm. Lý giải về việc sụt giảm mạnh lợi nhuận, báo cáo giải trình của Thế giới di động cho biết sức mua điện thoại và điện máy suy yếu kể từ quý 4 năm 2022 và tiếp tục giảm mạnh hơn so với dự báo trong quý 1 năm 2023. Tâm lý thận trọng, trì hoãn trong quyết định chi tiêu đối với các sản phẩm giá trị cao diễn ra ngay cả đối với nhóm khách hàng cao cấp do suy giảm niềm tin tiêu dùng. Ngoài ra, thì khách hàng có nhu cầu thật ở phân khúc thu nhập thấp khó khăn hơn trong việc tiếp cận vay tiêu dùng qua hình thức mua trả góp. Đối với các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm, xu hướng tiết kiệm cũng diễn ra bằng việc mua các sản phẩm cùng công dụng với mức giá thấp hơn. Một số điều đáng chú ý hơn trong báo cáo tài chính lần này là số lượng nhân viên tính đến cuối tháng 3 của công ty là hơn 68.000 người. So với thời điểm đầu năm, số nhân sự của công ty đã giảm gần 6.000 người. Điều đáng nói là đây là quý thứ hai liên tiếp nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam này cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn. Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, quy mô nhân sự của công ty ghi nhận là 73.200 nhân viên, giảm hơn 7.000 nhân viên, tương đương 4% nhân sự so với quý trước đó. Tổng chung, trong vòng nửa năm, Thế giới di động đã cho bay màu hơn 13.000 nhân viên. Tại một chi phí phải trả ngắn hạn của công ty, Thế giới di động đã cắt giảm hơn một nửa thưởng cho nhân viên, từ mức 1.561 tỷ đồng vào cuối năm ngoái xuống chỉ còn 709 tỷ đồng. Tính trung bình, với số nhân viên trên, trong 3 tháng đầu năm, mỗi nhân sự nhận hơn 10 triệu đồng tiền thưởng. Các khoản phải trả cho nhân viên của công ty cũng giảm cực mạnh, từ mức 124 tỷ đồng xuống còn gần 34 tỷ đồng. Quý 1, công ty cũng có khoản phải trả ngắn hạn khác là thuế thu nhập cá nhân, quyết toán của nhân viên là hơn 97 tỷ đồng. Điểm danh những thương hiệu của Thế giới di động bị khai tử. Là doanh nghiệp bán lẻ thành công nhất thị trường, nhưng không phải mô hình kinh doanh nào của công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động cũng mang lại lợi nhuận. Vài năm gần đây, Thế giới di động đã khai tử nhiều mô hình kinh doanh sau một thời gian không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đóng Bluesonics vì thua lỗ triền miên. Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động tham gia thị trường Campuchia từ giữa năm 2017 khi mở cửa hàng điện thoại đầu tiên tại thủ đô Phnom Penh với tên gọi Big Point. Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu tương tự chuỗi bán lẻ tại Việt Nam, công ty kỳ vọng mỗi cửa hàng thuộc chuỗi này có doanh số 2 tỷ đồng một tháng. Đến cuối năm 2019, Big Phone được đổi tên thành Bluesonics để kinh doanh điện thoại lẫn điện máy. Bluesonics khi đó được ban lãnh đạo Thế giới di động xem là bàn đạp cho tham vọng xâm nhập thị trường bán lẻ Đông Nam Á. Doanh thu của chuỗi liên tiếp tăng trưởng 3 chữ số trong nhiều năm và đạt đỉnh gần 500 tỷ đồng vào năm 2021. Theo công bố, tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2022, Bluesonics có 44 cửa hàng ở Campuchia. Nếu không bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bluesonics đã có thể đạt tới điểm hòa vốn ngay trong năm 2021. Nhưng đến nay, tình hình vẫn chưa khả quan. Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư vừa được tổ chức,
ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động cho biết. Sau gần 6 năm hoạt động, Thế giới Di động đã quyết định đóng toàn bộ cửa hàng Bluetronics tại thị trường Campuchia trong quý 1 năm 2023 để tập trung cho các thị trường khác như Indonesia và dồn lực cho các mô hình kinh doanh khác. Bởi lẽ, theo báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 cho thấy, Thế giới Di động tại Campuchia cũng lỗ liên tục từ năm 2017 đến nay. Trong đó, năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng và 330 tỷ đồng. Dọn dẹp chuỗi AVA Sport. Ngoài chuỗi Bluetronics tại Campuchia, AVA Fashion, chuỗi cửa hàng thời trang gia đình của Thế giới Di động cũng đóng cửa vào giữa năm 2022, chỉ sau 6 tháng khai trương. Trang web bán hàng cũng ngừng hoạt động kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2022. Hồi giữa tháng 1 năm 2022, Thế giới Di động ra mắt 5 chuỗi cửa hàng thuộc nhóm AVA. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, Thế giới Di động cũng phải chủ động dọn dẹp, thu hẹp chuỗi AVA Sport do đánh giá không có tiềm năng đóng góp doanh thu, lợi nhuận trong tương lai. Điều này được ban lãnh đạo Thế giới Di động đánh giá là giảm gánh nặng trong năm 2023. Đến cuối năm 2022, AVA Sport có tất cả 12 cửa hàng. Trang thương mại vuivui.com chỉ tồn tại được 2 năm. Thế giới Di động cũng đã đóng cửa trang thương mại điện tử vuivui.com chỉ sau 1 năm khai trương, tháng 12 năm 2016. Trang thương mại điện tử này ra đời với mục đích mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tuyến thực sự an toàn, tin cậy, thuận tiện cùng giá cả cạnh tranh với gần 40.000 sản phẩm. Tuy nhiên, kết thúc năm 2017, doanh thu của vuivui chỉ đạt 75 tỷ đồng, đóng góp không nhiều vào cơ cấu doanh thu của Thế giới Di động. Cuối năm 2018, Thế giới Di động đóng cửa trang thương mại điện tử này sau 2 năm hoạt động. Dù trước đó, vuivui được kỳ vọng sẽ tăng trưởng vượt bậc sau 4 đến 5 năm và doanh thu bán hàng sẽ vượt cả chuỗi Thế giới Di động.com. Mắt kính bị khai tử sau 9 tháng. Cuối tháng 6 năm 2019, Thế giới Di động bắt đầu thử nghiệm mô hình kinh doanh kính mắt bằng cách kê thêm tủ kính mắt tại cửa hàng điện thoại thuộc chuỗi Thế giới Di động nằm tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cửa hàng đầu tiên bán mắt kính theo mô hình Shop in Shop của Thế giới Di động. Lúc này, cửa hàng có khoảng 600 mẫu mắt kính các loại nhắm đến phân khúc trung cấp, giá bán trong khoảng từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng một sản phẩm. Thế giới Di động cho rằng cặp đôi đồng hồ và mắt kính thường đi chung với nhau và muốn tăng doanh thu từ mặt hàng này. Tuy nhiên, trong khi đồng hồ liên tục được Thế giới Di động mở rộng thì mắt kính lại sớm bị khai tử. Đến tháng 3 năm 2020, sau 9 tháng ra mắt, Thế giới Di động quyết định ngừng bán mắt kính. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng việc phải dừng kinh doanh vì các cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài có lợi thế về kính thuốc. Nếu đưa máy đo mắt vào các cửa hàng điện thoại, điện máy thì có phần không phù hợp. Thất bại với điện thoại siêu rẻ. Chuỗi điện thoại siêu rẻ ra đời vào tháng 8 năm 2019. Các sản phẩm tại đây chủ yếu là điện thoại dưới 8 triệu đồng và được bán với giá rẻ hơn tại chuỗi Thế giới Di động khoảng 10%. Mô hình này được ra đời nhằm mục đích chiếm lấy 20% thị phần từ các cửa hàng di động nhỏ và hộ gia đình. Cửa hàng điện thoại siêu rẻ đầu tiên được mở thử nghiệm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 15m², một nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 6 năm 2020, website của điện thoại siêu rẻ thông báo sẽ ngừng hoạt động và chuyển hướng về Thế giới Di động.com. Đại diện Thế giới Di động cho biết, việc đóng cửa hệ thống điện thoại siêu rẻ là bước đầu để chuyển đổi sang mô hình thử nghiệm mới. Từ thành lập đến đóng cửa chưa đầy một năm, Thế giới Di động đã mở 17 cửa hàng chuỗi điện thoại siêu rẻ với cam kết phân phối hàng chính hãng, giá rẻ nên biên lợi nhuận thấp. Trong khi đó, các cửa hàng di động nhỏ và hộ gia đình thường có lợi thế khi đi kèm loạt dịch vụ khác như vừa bán vừa sửa chữa. Đóng cửa bớt Bách Hóa Xanh và nhà thuốc An Khang. Theo số liệu của cơ quan thuế, chuỗi Bách Hóa Xanh liên tục thua lỗ kéo dài trong nhiều năm kể từ khi hình thành. Cụ thể, năm 2016 lỗ 54,9 tỷ đồng, năm 2017 lỗ 144,6 tỷ đồng, năm 2018 lỗ 555,6 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 978,4 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 1.713,5 tỷ đồng, năm 2021 năm hưởng lợi từ Covid-19 lỗ 966,5 tỷ đồng và năm 2022 tiếp tục ghi nhận lỗ kỷ lục từ khi thành lập là 2.744,1 tỷ đồng.
Như vậy, riêng chuỗi Bách Hóa Xanh, đơn vị này đang lỗ lũy kế 7.157,5 tỷ đồng. Tương tự, chuỗi nhà thuốc An Khang cũng liên tục báo lỗ. Trong đó, năm 2019 lỗ 5,9 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 6,4 tỷ đồng và năm 2022 lỗ 306,2 tỷ đồng. Chuỗi Bách Hóa Xanh từ át chủ bài kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng của công ty, nhưng lại liên tục là đơn vị lỗ lớn nhất và chưa có dấu hiệu đóng góp lợi nhuận thật sự của Thế Giới Di Động. Được biết, trong năm 2022, Thế Giới Di Động đã đóng cửa hàng loạt chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh. Nguyên nhân được chỉ ra là chuỗi Bách Hóa Xanh chủ yếu nhắm đến phân khúc khách hàng có thu nhập thấp đến trung bình và thường đặt cửa hàng gần các khu công nghiệp. Tình trạng thất nghiệp gia tăng trong năm 2022 do xuất khẩu giảm sút, buộc người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu. Có thể thấy, việc xuất khẩu chậm lại, lãi suất tăng cao và siết chặt dòng vốn kênh trái phiếu đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới thu nhập cũng như hành vi tiêu dùng của người dân. Thu nhập giảm xuống, đồng nghĩa chi tiêu cũng giảm xuống. Điều này tiếp tục được dự báo, ảnh hưởng xấu tới các chuỗi bán lẻ. Khó khăn của Thế Giới Di Động đã được tiên liệu trước. Trên thực tế, những khó khăn được nêu tại báo cáo quý 1 của Thế Giới Di Động đã được chính ban lãnh đạo doanh nghiệp nhận định trước. Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế Giới Di Động cho biết những khó khăn trong ngành hàng một phần đến từ khó khăn của các đối tác cho vay trả góp. Điển hình như việc doanh thu vay tiêu dùng với các sản phẩm của Thế Giới Di Động có giai đoạn chiếm trên 35% tổng doanh thu của toàn hệ thống, đến nay đã rơi xuống còn dưới 10%. Thế Giới Di Động cũng từng có 3 đến 4 đối tác trả góp, hiện giờ chỉ còn một đối tác. Bên cạnh đó, tỷ lệ duyệt hồ sơ tín dụng cũng giảm mạnh. Trước đây tỷ lệ 60-70% thì hiện nay chỉ 20%. Tính tới ngày 31 tháng 3, tổng tài sản của Thế Giới Di Động đã giảm 3,4% so với đầu năm, xuống còn 53.919 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho với giá trị 20.957 tỷ đồng, tương đương gần 39% tổng tài sản. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 19.809 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản. Ngoài ra, giá trị tài sản cố định ghi nhận 9.102 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản và các khoản mục khác. Năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với năm liền trước và lợi nhuận sau thuế đạt dự kiến 4.200 tỷ đồng, tăng 2%. Kết thúc quý đầu năm, Thế Giới Di Động mới hoàn thành 0,5% kế hoạch lợi nhuận năm. Tình hình sẽ khả quan hơn trong cuối năm. Ông Nguyễn Đức Tài dự báo hai quý cuối năm tình hình có thể sẽ khả quan hơn. Theo lãnh đạo Thế Giới Di Động, đơn hàng gia công ở Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, lãi suất sẽ được kiểm soát theo chiều hướng giảm. Bất động sản có dấu hiệu được cởi trói những nút thắt lớn, dự báo sắp bước qua đáy. Tiếp đó là đầu tư công, nếu 2-3 năm trước đây chậm chạp thì bây giờ đang được thúc đẩy mạnh hơn nữa. Đối với các mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm, xu hướng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng cũng diễn ra bằng việc mua các sản phẩm cùng công dụng với mức giá thấp hơn. Mảng bán lẻ tiêu dùng sâu tại cấu trúc, chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh đang cho thấy những tín hiệu bền bỉ hơn trong giai đoạn thị trường khó khăn, tiếp tục đặt kế hoạch tăng doanh thu hai chữ số và nỗ lực đạt điểm hòa vốn vào cuối năm 2023. Chuỗi thuốc An Khang và chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm cha mẹ và bé AVA Kids. Theo ông Tài, công ty sẽ tạm ngưng mở rộng và chỉ giữ những cửa hàng có lợi nhuận dương. Trong đó, năm 2023, chuỗi sẽ tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh và giảm lỗ. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên Hội đồng Quản trị Thế Giới Di Động, nhận định, riêng đối với thị trường điện thoại, điện máy hiện tại thì nền kinh tế của Việt Nam nói chung và thế giới hiện đều đang khó khăn. Vì vậy, thị trường điện thoại, điện máy cũng bị tác động nhiều. Và dự báo tình hình kinh doanh trong quý vừa qua và phải quý tới tiếp tục khó khăn. Từ góc độ Thế Giới Di Động, dự báo khoảng quý 3 và quý 4 thị trường sẽ khôi phục, nhu cầu mua sắm sẽ tăng lên. Thế Giới Di Động sẽ làm gì để vượt qua cơn bỉ ngạn này? Sàn thương mại điện tử Vui Vui trở lại. Dự án thương mại điện tử vuivui.com đang được Thế Giới Di Động tái khởi động trong bối cảnh hành vi mua sắm của người tiêu dùng thay đổi đáng kể sau đại dịch. Website hiện chưa có thông tin sản phẩm, mới chỉ có các thông tin kêu gọi hợp tác bán hàng và tuyển dụng. Việc quay lại thị trường thương mại điện tử cho thấy ban lãnh đạo Thế Giới Di Động không muốn đứng ngoài cuộc chơi này. Báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á do Google, Temasek và Bain & Company công bố cho thấy thương mại điện tử năm 2021 tăng trưởng tới 53%,
chủ yếu do người dân phải ở nhà trong giai đoạn giãn cách nên phải mua sắm online. Quy mô thị trường và mức tăng ấn tượng như vậy rõ ràng thu hút nhiều tay chơi hơn. Trong bối cảnh, Thế giới di động đã vận hành khá trơn tru mảng online của Bách Hóa Xanh. Trước đó là các website thế giới di động.com và điện máy xanh.com. Thế giới di động chưa chia sẻ cụ thể lộ trình phát triển vui.com trong năm nay. Song, việc đưa vào vận hành sẽ diễn ra sớm trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh trở thành nhà bán lẻ đa ngành và các đối thủ thương mại điện tử hiện đã tiến rất xa. Thế giới di động lên sàn thương mại điện tử. Sở hữu hai website nằm trong top website thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất. Như vừa qua, Thế giới di động cũng đã quyết định đưa cửa hàng lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki. Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh tại Việt Nam, từ tháng 5 đến nay, cuộc sống và hành vi của người tiêu dùng đã có rất nhiều thay đổi, đặc biệt là hành vi mua sắm khi mà nhiều cửa hàng siêu thị phải đóng cửa theo chỉ thị 16. Nhu cầu mua sắm online của người tiêu dùng cũng vì thế tăng lên rất nhiều. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty cổ phần Thế giới di động cho biết, những bà nội trợ trước nay chỉ quen với việc ra chợ đi siêu thị thì trong mùa dịch này cũng đã phải tìm cách mua hàng online từ website, Zalo, Facebook và trên các sàn thương mại điện tử. Xu hướng mua sắm online sẽ còn mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, trước khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, doanh thu online của chuỗi Thế giới di động và điện máy xanh trung bình 370 tỷ đồng một tháng. Tuy nhiên, khi dịch diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8, doanh thu online liên tục tăng cao, đạt trung bình 1.000 tỷ đồng một tháng. Thế giới di động cũng đã có những quan sát và tìm hiểu thị trường, chuỗi đánh giá cao, traffic và lợi thế kinh doanh của các sàn thương mại trong mùa dịch. Vì vậy, Thế giới di động đã quyết định tập trung hơn nữa cho mảng online và lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki từ ngày 9 tháng 9. Chia sẻ thêm về quyết định có phần bất ngờ này, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết, dù đang sở hữu các website bán hàng mạnh, nhưng với Thế giới di động như thế vẫn chưa đủ bao phủ hết lượng khách hàng tiềm năng còn rất lớn. Trong khi đó, việc kinh doanh và traffic của các sàn thương mại điện tử rất tốt, nên việc hợp tác là cơ hội để chúng tôi tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn nữa. Việc tập trung vào mảng online để phù hợp với tình hình và nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa dịch không chỉ giúp các website của Thế giới di động vươn lên vị trí đầu bảng trong ngành hàng điện tử, mà còn giúp tăng trưởng mạnh về doanh thu. Mặc dù việc lên sàn thương mại điện tử đang ở bước thử nghiệm và có thể sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới, nhưng Thế giới di động cũng đã cho thấy được sự năng động và nhanh nhạy của mình trước những biến đổi nhanh chóng của thị trường. Bên cạnh việc bắt tay với các sàn thương mại điện tử lớn, trong thời gian tới, Thế giới di động cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mảng online bằng việc nâng cấp website thế giới di động.com và điện máy xanh.com để thuận tiện cho việc bán sản phẩm đến khách hàng hơn. Vì mảng này đang tỏ rõ được nhiều ưu thế, đặc biệt là trong mùa dịch. Với những điều chỉnh chiến lược và đầu tư cho online mạnh mẽ, doanh thu online của hai chuỗi bán lẻ dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm nay và hứa hẹn sẽ thay đổi tình hình kinh doanh khá ảm đạm của Thế giới di động trong thời gian qua. Quý thính giả thân mến, bước sang năm 2023, làn sóng sa thải nhân viên tiếp tục diễn ra trong nhiều lĩnh vực và trên quy mô toàn cầu. Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2023, trên thế giới đã có gần 130.000 nhân viên tại 482 công ty công nghệ đã bị sa thải. Vì thế, việc Thế giới di động sa thải 13.000 nhân viên trong 6 tháng cũng là cách để doanh nghiệp này chống chọi lại những khó khăn đang đè nặng trên đôi vai ông lớn trong ngành bán lẻ này. Tuy nhiên, với những phản ứng kịp thời và thay đổi linh hoạt, nhất là hướng đến việc phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, chúng ta hy vọng rằng doanh nghiệp này sẽ sớm được phục hồi và tạo lại hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân. Đồng thời, qua vụ việc này, chúng ta, những người lao động lẫn các doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng cần chủ động để thích ứng trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới trong thời gian tới, để nguồn tài chính cá nhân không bị động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.